Dạ thì hôm nay thì rất là vui khi mà dạ bên em thì được đón gia đình anh Thành từ dưới Vũng Tàu lên đây để mà mình nhận cái passport, cái tấm hộ chiếu rời Canada của mình sau một thời gian mà mình đã chăm chút của cái bộ hồ sơ của mình. Thì chắc chắn là hôm nay anh chị cảm xúc của mình thì như thế nào anh Thành ha? Mình có thể chia Thật sẻ là sự thì gia đình mà bản thân nhất là cá nhân của Thành rất vui, vui lắm và cảm thấy rất là xúc động. Thì cái mong mỏi của gia đình, nguyện vọng của cá nhân với là của gia đình là đã đạt được cái yêu cầu đó, mà cái niềm vui này đến là lại là đến mau chóng nữa. Thứ nhất là khi mà cầm được cái passport cho cái gia đình này, gia đình giống như là có một cái cơ hội để mà được đi ra bên nước ngoài được thuận lợi. Passport này là quốc tịch thì đã tạo cái điều kiện cho mình, ví dụ chẳng hạn như mình được đi qua các nước châu Âu, rồi nhất nhất là được đi qua Mỹ, có thể là đi theo được cái chương trình là định cư kinh doanh E2, thì có cái điều kiện để qua thăm thăm con. Thì gia đình đã có một đứa con ở bên nước ngoài, ở bên Mỹ rồi, cho nên là cái mục tiêu mà để mua được cái quốc tịch này mục đích là cuối cùng là gia đình được là được định cư qua Mỹ đi theo cái chương trình là E2, thì sẽ là có cái điều kiện nhanh chóng hơn. Thứ hai nữa là khi mà mua được cái quốc tịch từ Canada đó, là gia đình được đầu tư, cá nhân được đầu tư một cái bất động sản, các căn hộ nghỉ dưỡng ở gần view biển, nó cũng làm cho cái đời sống tinh thần với đời sống vật chất của gia đình nó lại có thêm một cái nhu cầu khi mà có cái yếu tố được trải nghiệm là được thêm cái chương trình đó. Thì sau này là cái bất động sản này, nếu mà trong trường hợp mình có cái nhu cầu là mình có thể là mình bán bất động sản này, mình lại thu hồi được cái nguồn tiền để mình tái đầu tư Dạ đúng rồi, đó. dạ đúng rồi. Em còn nhớ là lúc mà anh Thành ghé đến văn phòng bên em để mà tư vấn về được tư vấn về chương trình Canada, thì anh Thành là thể hiện là rất là một người rất là thích đầu tư bất động sản nè. Ở Việt Nam là anh cũng đầu tư rất là nhiều, rồi cũng có những định hướng kinh doanh nữa, nên là anh Thành đã không ngần ngại để mà anh lựa chọn cái quốc gia Canada này. Như anh nói là giống như là được thỏa mãn cái sở thích của anh là được đầu tư bất động sản mà lại là được thêm bất động sản nước ngoài nữa ha. Và cái thứ hai nữa là như anh Thành có chia sẻ là con của anh Thành hiện nay là có một bạn là đang ở Mỹ, nên là anh làm những chương trình này là để có một thêm một cái cơ hội, tại vì nó có cái diện là xin visa E2 để vào Mỹ kinh doanh để gia đình mình được sớm một đoàn tụ. Nên là chương trình Canada giống như là một cái chương trình mà được thiết kế luôn riêng cho gia đình anh Thành, bởi vì nó rất là phù hợp với cái nhu cầu của nhà mình anh Đáp ha. ứng được nhiều tiêu chí, rất nhiều tiêu chí trong này, mà cái vui nhất là của gia đình là cái thời gian mà để mà làm hồ sơ này á, thì khi mà được khai phú ở chỗ anh Vinh với lại đội ngũ trợ lý giúp việc để hỗ trợ cho cái hồ sơ của gia đình rất là thuận lợi. Cái đó là một cái rất là thể hiện cái sự gọi là tận tâm chuyên nghiệp của công ty Khai Phú. Mà sở dĩ trước đây khi mà khi gia đình có một cái nhu cầu về vấn đề mà kiếm đường để đi đi sang Mỹ á, thì vô tình đó là coi như là mình tìm hiểu ra, thì qua đó thì biết được chỗ công ty Khai Phú là chỗ anh Vinh. Anh có những cái clip anh quảng cáo ở trên YouTube, thì mình thấy những cái nội dung mà quảng cáo của anh á, đến lúc khi mình được hợp tác, rồi khi mình được tư vấn và khi được làm cái dịch vụ ở đây thì cảm thấy rất hài lòng đó. Anh rất hài lòng, cái thái độ tận tâm của công ty là của đội ngũ giúp việc. Cái hồ sơ nói chung là đến ngày hôm nay mà được thành công như là quá mỹ mãn, gia đình cảm thấy rất hài lòng 100%. Dạ thì thay mặt Khai Phú là em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì em nghĩ đây nó cũng là một cái duyên để mà bên em được biết gia đình anh chị cũng như là anh chị biết đến Khai Phú. Và ngày hôm nay thì hồ sơ của mình là thành công mỹ mãn khi mà mình đã có được cầm trong tay cái tấm hộ chiếu quyền lực rồi. Dạ và trở thành công dân quốc tế rồi. Dạ. Và nếu vậy thì bây giờ chắc là em sẽ xin phép mời anh CEO Đặng Quang Vinh sẽ vào để mà trao lại cái passport này cho gia đình mình. Dạ, thay mặt em cũng tức thay mặt Khai Phú là cũng rất cảm ơn anh chị. Coi như là thứ nhất là đã lựa chọn cái chương trình là em thấy là rất đáng để đầu tư. Rất là lựa chọn anh chị rất là sáng suốt. Thứ hai nữa là cảm ơn anh chị là tin tưởng với Khai Phú để thực hiện chương trình này. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn.
đây có chút tặng cho anh. Video nhận đi chắc em mời cái bài dạ, 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 mình video nhận để cho mọi người biết rồi. Ok con. Ok cả nhà nhìn đây nha. Cái này chào cho chị đi, cái dạ. Cho chị cần. Vì anh chị thấy chưa? Dạ chưa. À, rồi chị mở ra luôn. Dạ, mở em luôn. Cho nó của Bi đó.